xin chào các em học sinh 2K3 thân mến Ngày hôm nay thì thầy rất vui được chia sẻ với các bạn một số thông tin liên quan tới các khóa học trong giải pháp PEN Một cái giải pháp học tập trực tuyến cực kỳ nổi tiếng của học mãi.vn Cái giải pháp mà đã đồng hành cùng với rất nhiều thế hệ học sinh chinh phục thành công cánh cổng vào các trường đại học hàng đầu của cả nước suốt nhiều năm qua Thì như chúng ta đã biết thì trong năm vừa qua thì do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì học sinh trên khắp cả nước đã phải trải qua một kỳ nghỉ rất là dài chúng ta hay gọi vui là một kỳ nghỉ Tết như nghỉ hè đúng không? Kéo dài khoảng 3 tháng và cũng chính vì vậy cho nên là uh, trong những cái tháng tiếp theo này thì chúng ta sẽ phải học bù. Đối với khóa 2K3 thì cái khoảng thời gian nghỉ hè như mọi năm thì nó kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng là một khoảng thời gian rất là quý báu để cho các em được toàn tâm toàn ý tập trung hết sức bình vào những cái môn thi chính, uh, những cái môn thi nằm trong khối thi để phục vụ cho mục tiêu riêng của mình. Đó chúng ta sẽ được loại bỏ hết những cái môn học phụ những cái môn học của mình không quan tâm nhưng năm nay thì cái khoảng thời gian này nó thu hẹp lại rất nhiều nó chỉ còn khoảng một tháng thôi Và vì vậy cho nên là nếu như các bạn không quyết liệt không sử dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủi đấy một cách hiệu quả thì chúng ta sẽ bị trễ hẹn hơn rất là nhiều so với các anh chị của những năm trước trong khi đó kỳ thi năm 2021 thì lại quay lại với cái lịch ban đầu tức là năm nay thì nghỉ nhiều thì lịch thi sẽ lùi lại vài tháng cho khóa 2K2 nhưng đối với khóa 2K3 thì lịch thi không lùi lại đâu ạ các em sẽ ôn thi trong thời gian ngắn hơn chứ còn lịch thi thì không có thay đổi. Đó, đấy là điều thứ nhất thầy phải lưu ý. Điều thứ hai rất quan trọng này, đó là do cái sự thay đổi trong chính sách điều hành về giáo dục, à, luật giáo dục đại học, ờ à, về là luật giáo dục mới sửa đổi. Thì trong năm 2021 cái việc thi và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng sẽ có rất nhiều diễn biến mới, có những cái thay đổi mà có thể nói là chúng ta chưa thể lường trước hay là dự báo được 100%. Chỉ có một điều rất chắc chắn là cái kỳ thi xét uh, tuyển vào đại học như trước đây vẫn hay gọi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì đã thay tên thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mục đích chính là để xét công nhận tốt nghiệp do đó cho nên các trường đại học đặc biệt là các trường đại học tốt đầu rất nhiều khả năng là sẽ phải đứng ra tổ chức các cái kỳ thi riêng của trường mình đó với những cái hình thức thi uh, cái phương thức tổ chức thi rất là khác biệt để làm sao cho đáp ứng cho cái đặc thù đào tạo của trường mình Chính vì vậy cho nên là các bạn học sinh 2K3 nếu như chúng ta không khẩn trương học và ôn tập thật tốt, hoàn thành sớm chương trình thì khi mà các trường đại học họ công bố các phương án tuyển sinh riêng rất có thể chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là bị động và không không thể ứng kịp. Thế thì trong một cái bối cảnh như vậy thì cái giải pháp PEN của năm 2021 này thì có những điều chỉnh nào không? Thì xin thưa với các bạn rằng là để cho các bạn học sinh vẫn quen với với cái nhịp độ ôn thi mà đã được tối ưu hóa qua rất nhiều năm rồi. thì giải pháp pen của năm nay vẫn gồm có ba trạng đường là pen c, pen i, và pen m. À, trong đó nói một cách ngắn gọn thì pen c là một khóa học gọi là ôn luyện tất cả các dạng bài, à, tất cả mọi thứ à, từ uh, các câu hỏi lý thuyết đấy, cho đến các dạng bài tập, các phương pháp giải toán thì trong khóa pen c sẽ trang bị một cách đầy đủ cho tất cả các bạn. Yeah. mọi câu hỏi, mọi dạng câu hỏi, mọi dạng bài tập đều sẽ có trong pnc và nó được sắp xếp uh, theo các cái chương các cái bài tương tự như là ở trong xe khoa của chúng ta tất nhiên là cách tiếp cận vấn đề thì sẽ hoàn toàn khác với xe khoa nhé vì đây là chúng ta học để ôn thị đại học uh, nhưng nó là một khóa học mà có tất cả nôm na là như vậy uh, khóa thứ hai là khóa penny là các bạn hay gọi ngắn gọn nó là khóa luyện đề thế còn nếu mà diễn giải cách chi tiết ra thì đây là một khóa học và ôn dựa trên việc làm đề thi các đề thi thử đó à, năm 2021 này thì sẽ là một năm như thế nói rất đặc biệt là sẽ có cả các kỳ thi riêng ngoài kỳ thi chung đó chính vì vậy cho nên là khóa penny cũng được thiết kế để làm sao cho uh, trong trường hợp mà các bạn có cái nhu cầu riêng các bạn muốn thi vào các trường đại học mà có tổ chức thi riêng thì penny vẫn sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đó nhé thiết kế của penny là sẽ có các đề thi chung và có các đề thi riêng theo mục tiêu của các bạn và cuối cùng là chúng ta có khóa pm là một khóa tổng ôn à, tổng ôn ở đây là gì sẽ giúp cho các bạn giả soát lại toàn bộ các kiến thức trước khi đi thi cả bao gồm cả mặt lý thuyết cả về mặt giải toán và uh, do là nó, nó được khai giảng khóa pm là trong khoảng 2-3 tháng cuối thôi cho nên là sẽ ngoài cái việc giả soát cách uh, lướt thôi thì sẽ tập trung vào một số cái dạng câu hỏi và bài tập có tính chất là vận dụng vận dụng cao đó để các bạn có thể uh, chinh phục các cái mức điểm cao để đáp ứng kỹ yêu cầu các trường đại học tốt đầu. À, một điều rất quan trọng các bạn cần phải lưu ý là, à, cho dù các trường đại học có thể tổ chức các cái kỳ thi uh, riêng với các cái hình thức và phương thức khác nhau, ví dụ như là người ta thể thi đánh giá năng lực, có thể thi dưới dạng tổ hợp hoặc thi tích hợp các môn học, hoặc có thể là thi các cái môn văn hóa như truyền thống, à, người ta có thể thi dưới dạng là tự luận hay là trắc nghiệm, vân vân. Tuy nhiên là uh, nội dung, phạm vi kiến thức hay là các dạng bài thì vẫn phải dựa trên một cái nền chung, đó là giới hạn của khung chương trình đó là giới hạn của sách giáo khoa à, chính vì vậy cho nên là cái việc ôn thi của chúng ta à, nếu như chúng ta kiên trì à, bền bỉ và chúng ta nắm chắc được tất cả kiến thức, ví dụ như là được trang bị ở trong PNC chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể là thích ứng được với những cái thay đổi đó, chỉ có điều là chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái việc này một cách quyết liệt hơn khẩn trương hơn và hoàn thành nó một cách sớm hơn để mình vẫn còn một quỹ thời gian dư ra để thích ứng với những thay đổi của trường, thế thôi ạ Uh, như thầy đã nhấn mạnh thì là năm 2021 là nhân năm mà sẽ có rất nhiều diễn biến bất ngờ uh, những cái thay đổi lớn ở trong thi cử. Thế nhưng mà giải pháp pen của chúng ta thì cũng sẽ linh hoạt điều chỉnh khi mà có bất kể một thông tin chính thức nào liên quan đến những thay đổi đó nhá. Đó là điều mà các em hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì cái sự đồng hành cùng với các em uh, trong việc thi cử là một cam kết mà các thầy cô ở học máy đã thực hiện cách uh, rất là quyết liệt trong nhiều năm qua và điều cuối cùng thầy thầy muốn nhắn nhủ các bạn là như thế này à, để cái việc học online ấy, mà thực sự đạt được hiệu quả thì bản thân mỗi bạn phải có ý thức tự giác rất là cao và tính trách nhiệm trong việc học à, chúng ta cần phải quan niệm rằng cái việc học online này là một cái kênh học tập chính thức một kênh học tập chính Đó, như là các bạn đi học ở trường ở lớp vậy à, các bạn vẫn cần phải có một quyển vở để ghi chép thật đầy đủ những điều mà các thầy cô giáo giảng à, các bạn vẫn cần phải thực hiện các cái yêu cầu mà thầy cô yêu cầu trong bài giảng ví dụ như là thầy cô bảo các bạn là hãy làm bài tập này đi các bạn hãy dừng hình video để làm bài này trước rồi sau so phần diễn của thầy chẳng hạn thì các bạn phải thực hiện nhá rồi là sau đó chúng ta cũng cần phải có một quyển vở bài tập để chúng ta làm đầy đủ các bài tập tự luyện đi kèm với các bài giảng có như vậy thì các em mới thực sự nắm được bài và làm chủ được kiến thức của mình và điều cuối cùng thầy muốn nhắn nhủ các bạn là năm tới 2021 sẽ là năm mà có rất nhiều biến động, cho nên là các em cần phải rất là quyết liệt, rất là khẩn trương trong hành động và ngay từ bây giờ hãy đăng ký ngay các khóa học và uh, thực hiện đủ các yêu cầu mà thầy cô nêu ra nhé, để chúng ta có thể học tập một cách hiệu quả nhất. Uh, xin chúc tất cả các bạn sẽ có những cái trải nghiệm học tập thú vị và hiệu quả trên học mãi. vn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng trên học mãi. vn